Trong chương trình ngày hôm nay, ngoài việc thời sự nóng bỏng của thế giới, đặc biệt là chuyện chiến tranh xâm lược của Nga và Ukraine, chúng tôi mời luật sư Nguyễn Chí Nghĩa với cái vai trò là nguyên chủ tịch, tức là cựu chủ tịch Cộng đồng Bệnh viện Quốc gia Nam Cali, và bác sĩ Võ Đình Hữu cũng vậy, nguyên chủ tịch, tức là cựu chủ tịch của Cộng đồng Bệnh viện Liên bang Hoa Kỳ, góp ý với chúng tôi là Du Miên, là người đã ở trong cộng đồng này từ những năm đầu của tị nạn cho tới giờ này, trước một cái sự việc rất là cấp bách, đó là việc thành phố Westminster có thể vỡ nợ bankruptcy bất cứ lúc nào từ đây cho đến năm 2024, mà chúng ta không có cách gì để cứu nguy được hay sao, thì chúng tôi sẽ cùng góp ý. Nhưng mà trước khi vào cái chương trình đó, chúng tôi nói với quý vị ngày hôm nay về tình hình ở Ukraine một chút xíu. Peter lấy dùng cái breaking news. Kính thưa quý vị, trong lúc này thì ở bên nước Mỹ, tức là Fisher, Tổng thống Biden cùng 39 vị lãnh đạo quốc tế trong ba tổ chức NATO, EU với lại bên Hoa Kỳ họp lại để chứng tỏ sự đoàn kết. Đây là bản tin mà chúng tôi tổng kết cho quý vị thấy. Trong bài phát biểu video hàng đêm của mình, Tổng thống Zelensky cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đang họp ở Brussels rằng Nga đang sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để ngăn chặn các đồng minh Ukraine can thiệp vào cuộc chiến. Chúng tôi biết rằng người Nga đã bắt đầu vận động hành lang lợi ích của họ. Đây là lợi ích của chiến tranh. Chúng tôi biết rằng họ đang làm việc với một số những đối tác. Peter lấy cho cái breaking news đó. Zelensky nói trước hội nghị thượng đỉnh G7 NATO và Liên minh châu Âu được tổ chức tại Brussels vào hôm nay. Vị thế vững chắc của chúng tôi sẽ được thể hiện tại hai hội nghị thượng đỉnh này. Tổng thống nói tiếp, tại ba hội nghị thượng đỉnh này chúng ta sẽ thấy ai là bạn, ai là thù, ai là người phản bội chúng ta. Và vì tiền, vì tiền, vì tiền, tức là Zelensky, tổng thống anh hùng này, chỉ mặc vô 40 cái tay lãnh đạo này, trong đó có ông Biden, chỉ mặc vô coi thử ai là kẻ phản bội. Chúng ta nhìn thấy lấp thoáng, thấp thoáng kẻ phản bội đó trong hàng ngũ của những nước Tây Phương. Lịch sử sẽ phán xét. Khoảng 40% châu Âu được cung cấp bởi khí đốt của Nga. Các nhà lãnh đạo châu Âu đã và đang tìm kiếm các nguồn năng lượng thay thế khi họ vận động các biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Zelensky sẽ phát biểu trong ngày hôm nay và ông nói như sau. Ông nói với các nhà lãnh đạo ở NATO trong cuộc họp đầu tiên rằng chỉ cần một phần nhỏ sức mạnh tổng hợp của liên minh, nguyên văn nói như thế này, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi, tức là Ukraine, 1% tổng số máy bay của bạn, 1% của tất cả xe tăng của các bạn. 1%, 1%, 1%, ông nhấn 3 lần như vậy. Ông lên trên Facebook, ông cũng nói luôn, bạn có hàng nghìn máy bay chiến đấu, nhưng chúng tôi vẫn chưa được cấp một chiếc nào cả. Chúng tôi đã chuyển cho bạn xe tăng để chúng tôi có thể chặn các thành phố của chúng tôi. Tức là yêu cầu các bạn chuyển cho chúng tôi những xe tăng để chúng tôi chặn những cái đà tiến quân của nước Nga. Các bạn đã có ít nhất 20.000 xe tăng cho mỗi nước, nhưng chúng tôi chưa có câu trả lời rõ ràng. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo đưa ra những quyết định cần thiết để biến nó thành hiện thực, không phải talk only. No action, talk only, tức là viết tắt là NATO. Người ta hiểu là NATO là no action, talk only. Chúng ta không thể chỉ mua nguồn cung cấp như vậy, phụ thuộc trực tiếp vào các quyết định của NATO, vào quyết định của chính trị. Thưa quý vị, ông Zelensky ông nói những cái lời này rất là đau xót, đau lòng. Và chúng ta không có nhiều thời giờ để bình luận cái này, chúng ta nghe. Nhưng mà tôi muốn vào ngay, tại vì chúng ta còn 7 phút để trong cái chương trình đầu này chúng tôi trình bày
bác sĩ Võ Đình Hữu đã đọc rồi và luật sư Nguyễn Trương Nghĩa cũng biết cái chuyện này rồi. Peter bây giờ bắt đầu lấy dùm cho cái tin số 1. Đây là bản tin không thua gì là trận chiến Nga xâm lăng vào Ukraine, nó xảy ra ngay trong cộng đồng của chúng ta. Đó là việc thành phố Westminster có thể bị phá sản, Little Sài Gòn sẽ làm lê lai cứu chúa chăng? Tại sao có một cái tựa như vậy? Thì bản tin, thưa quý vị nhìn thấy trên màn ảnh của chúng tôi sẽ có bản tin của báo Nhật Báo Người Việt, Nhật Báo lâu năm nhất trong cộng đồng của chúng ta. Tôi đọc cho quý vị biết là cái hội đồng thành phố này, Westminster đã thảo luận về tình hình tài chính của thành phố tại phiên họp đặc biệt ngày 14 Tây tháng 3, nhưng vẫn chưa có lối ra rõ ràng nào. Do đó, Westminster có thể bị phá sản trong những ngày sắp tới đây. Hiện nay, thành phố tăng thuế thương mại 10 triệu mỗi năm từ năm 2016, nhưng sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Nếu không tiếp tục tăng thuế thương mại, thành phố sẽ cắt giảm rất nhiều thứ, trong đó có nhân lực của sở cảnh sát. Vì thiếu người, những cảnh sát viên thuộc các đơn vị đặc biệt như điều tra phải đi tuần tra khu dân cư, làm những đơn vị đó thiếu người. Một phần của ngân sách Westminster bị thiếu hụt vì thành phố phải trả khoảng 10 triệu để dàn xếp các vụ kiện liên quan đến các vị dân cử và giới chức. Ví dụ như cựu cảnh sát trưởng Kevin Baker được bồi thường 500.000 để không khởi kiện một số vị dân cử hồi năm 2017. Một trường hợp khác nữa là Westminster từng phải trả 3.3 triệu cho ba cảnh sát viên kiện thành phố vì họ bị kỳ thị hồi năm 2014. Hiện nay vẫn còn một số đơn kiện chưa giải quyết, trong đó nhân viên thành phố kiện liên quan đến hành vi của một số dân cử, tức là các nghị viên. Bà Christine Cardon, quyền quản trị Westminster, cho biết hội đồng thành phố có hạn chót là ngày 12 tháng 8 để đưa ra vấn đề gia hạn luật tăng thuế hay không. Nếu có thì phải đưa lên cơ quan bầu cử Orange County để trên lá phiếu, người ta cho trưng cầu dân ý, người dân có quyết định cho phép mới tăng thuế được. Thì tới nay chưa thấy có một cái chuẩn bị nào cả. Báo cáo của Christine Cardin và bà Erin Park, giám đốc tài chính của thành phố, cho biết rằng báo cáo thành phố sẽ mất 24% ngân sách hoạt động và đang thiếu nhân viên cho 24 vị trí, trong đó có 10 cảnh sát viên. Nguy hiểm ghê vô cùng. Vấn đề an ninh là rất quan trọng và chuyện này là nguy hiểm lắm. Bà Erin Park trình bày bản dự đoán ngân sách của thành phố từ đây cho đến tài khoá 25-26 và cho biết thành phố có thể phá sản, bankruptcy nếu không gia hạn luật tăng thuế thương mại này. Nếu không tăng số thuế thương mại nữa, thành phố sẽ chi tiêu nhiều hơn thu nhập từ 10 triệu trở lên. Báo cáo của nhân viên thành phố cho thấy Westminster sẽ hết quỹ dự trữ vào tài khoá 24-25 và sẽ phá sản hoàn toàn. Nếu phá sản, các công viên của thành phố sẽ đóng cửa, sở cảnh sát sẽ bị cắt giảm rất nhiều và trường học không có các chương trình sau giờ học nữa. Những sinh hoạt cộng đồng hay các sự kiện lớn được tổ chức tại Westminster sẽ không có người giữ an ninh nữa, trong đó có diễn hành Tết của chúng ta. Bà Christine Cardin cho biết nhân viên thành phố đang có một số ý kiến, quý vị nghe cho rõ câu này, trong đó có tăng thu nhập từ Little Sài Gòn bằng cách giúp lái xe và đậu xe tại khu vực này dễ dàng hơn. Điều đó sẽ làm cho người ta ra vào Little Sài Gòn hơn và có nhiều lợi nhuận hơn. Nhân viên thành phố sẽ trình bày những ý kiến giúp Westminster có nhiều nguồn thu nhập mới vào phiên họp ngày 27 Tây tháng 4. Thưa quý vị, bản tin còn rất là dài nhưng mà tù trung vẫn đưa ra những bằng chứng hùng hồn của những chuyên viên như là cựu nghị viên Carey đã cũng đưa ra những ý kiến để làm thế nào tránh cái Westminster khỏi có bankruptcy. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi mời luật sư Nguyễn Trúc Nghĩa cũng như như bác sĩ Võ Đình Hữu đến đây để thưa chuyện cùng quý vị trong vấn đề này là vì sao? Nếu như chúng ta để tình trạng của Westminster mà bankruptcy và lo cãi nhau hoài, thành phố họp mới cứ cãi nhau, hai nhóm cãi nhau, hai nhóm Việt Nam cãi nhau thì đúng hơn.
chia làm đôi ra, cứ cãi nhau hoài, chiếm hết nghị trình. Coi cái chuyện mà bankruptcy của thành phố còn lại chỉ còn 1/10 của chương trình nghị sự thì làm cho người Mỹ người ta buồn. Và cuối cùng nếu như bankruptcy xảy ra, người ta sẽ nói tại sao trong đó có những cái tại vì một ông thị trưởng Việt Nam, 4 nghị viên Việt Nam trong cái thành phố này. Chúng tôi không có nhiều thời giờ trong cái phần này. Cái phần kế tiếp, luật sư Nguyễn Trước Nghĩa cũng như bác sĩ Võ Đình Hữu sẽ trực tiếp đóng góp cái này. Nhưng còn 1 phút rưỡi, chúng tôi cũng nhắc lại với quý vị, đây không phải là lần đầu tiên Westminster mới cần đến người Việt để cầu cứu. Westminster là thành phố nghèo, có sự phát triển lý do sổ, thuế, thương mại, sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam cùng với sự phát triển cho thành phố Westminster. Đó là một việc đầu tiên. Nhưng Westminster đã nhận được một cái huy hiệu là All America Medal. Nhưng mà Westminster cũng từng bất công với người Việt của chúng ta, từng đuổi người Việt của chúng ta, như là ông Phan Phai, cựu thị trưởng, hồi đó ông là nghị viên, anh Nguyễn Văn Chiên, và chúng tôi phải đi biểu tình để phản đối cái chuyện đó. Và trong thời ông Tony Lâm làm, cộng đồng của chúng ta, ông Bùi Minh Băng hồi đó đó, là quấn nhau với Bùi Minh Băng với lại ông Tony Lâm. Thành phố biểu tình, không có ai dám đứng ra. Tôi và anh Vạn Võ luôn luôn với bà Hoàng Dược Thảo, luôn luôn đứng ra nhận là chúng tôi hướng dẫn đi. Nhưng mà biểu tình tự phát, không tổ chức. Thật sự chúng ta tổ chức, anh Hồ Anh Tuấn không dám đứng ra, tại vì đứng ra sợ cảnh sát đưa tiết két, hay là nó làm chuyện này chuyện kia. Thành phố đã từng bất công với chúng ta rất nhiều. Bây giờ chúng ta có tiếng nói rồi, chúng ta không để chuyện đó xảy ra. Nhưng mà chút xíu trong phần 2, bác sĩ Hữu và luật sư Nguyễn Trước Nghĩa sẽ trình bày ý kiến của hai vị, nghĩa là rất đáng kính trọng trong cộng đồng của chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ quay lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Good morning, Vietnam.